Ai sẽ là cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng MTP? Hot nhất showbiz Việt tuần qua chính là mối quan hệ giữa Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng và nghi vấn người thứ ba, cái tên trà xanh được gọi nhiều nhất chính là Hải Tú. Sau khi cộng đồng mạng phát hiện ra được tài khoản Instagram của Sơn Tùng đã unfollow tài khoản Instagram của Thiều Bảo Trâm. Hành động này của Sơn Tùng khiến cho nghi vấn cả hai đường ai nấy đi có vẻ như đã giải đáp được phần nào thắc mắc của nhiều người. Chưa hết, cộng đồng mạng cũng phát hiện ra cùng lúc đó, Hải Tú, gà cưng của công ty MTP đã trở thành sao nữ Việt duy nhất được nam ca sĩ nhấn nút theo dõi ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng giải thích, Thiều Bảo Trâm chỉ update những hình ảnh mới nhất của mình lên trang Instagram và story cá nhân. Dù cố tỏ ra mình ổn giữa liên hoàn những sóng gió tình cảm thế nhưng nhiều khán giả vẫn không khỏi lo lắng cho tâm trạng của Thiều Bảo Trâm lúc này. Trong loạt hình mới đây, Thiều Bảo Trâm lộ rõ vẻ ngoài mệt mỏi, đôi mắt buồn và ngoại hình gầy đi trông thấy. Giữa lúc cộng đồng mạng vẫn sôi sục chia thành các phe thanh xuân, duyên phận, thì mới đây nam ca sĩ đã hé lộ đoạn teaser giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới mang tên Skyler. Sáng ngày 25 tháng 1, Sơn Tùng MTP lần đầu lộ diện sau lời nhắn gửi ẩn ý tại một sự kiện âm nhạc cũng như bấm unfollow Thiều Bảo Trâm. Theo đó, Sơn Tùng MTP chính thức giới thiệu về sản phẩm âm nhạc của mình và hy vọng tất cả sẽ chờ đón vào món quà đặc biệt sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 1. Đặc biệt, mở đầu đoạn demo có thể dễ dàng nghe thấy câu rap "Thôi đừng mơ mộng không gặp anh lại tắt ngầu hay không cùng level anh độc tôn nằm trên lầu". Giữa lúc lùm xùm với Thiều Bảo Trâm và Hải Tú còn đang sôi sục khắp nơi, rất nhiều người cho rằng lời rap cực cắt này khiến cho nhiều người bày tỏ sự hoài nghi không biết Sơn Tùng MTP có ẩn ý để nhắn nhủ ai đó hay đó chỉ là những câu rap thể hiện cái tôi của chàng ca sĩ quê Thái Bình.